kiểu con cá chà hay gọi là con chim đen. Đây chim đen đây. Đây chim đen. Đây loài nhỏ nhá. Chim đen, chim biển. Đây là hàng biển. Đến bắt tự nhiên, không có hàng nuôi nên là nhỏ vậy á. Đi đợt dạo này hàng hiếm. Có là mừng lắm rồi. Cái nấu món gì ngon? Cái chiên, rán, kho. Ở mình người ta hay gọi, mà gọi họ đã sống đấy. Đây, đống bắt đống cá nhỏ luôn. Đây. Chim biển. Hay gọi là chim đen, cá chà hay tiếng gọi là cá chà. Chim mình đánh bắt tự nhiên. Bắt hoàn toàn bằng tự nhiên. Đây. Tươi chưa? Cá biển đấy. Tươi quá tươi luôn. Đóng luôn. Hình vàng á. Hải Bình. .com. Hải Bình. Nó có một loại chim trắng nữa. Nhưng mà chim trắng giá trị chất thịt ăn ngon hơn nên có giá thành nó cao hơn. Có loại to, loại nhỏ, loại mấy lạng, có loại cân vài ba cân. Đó.